Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với chương trình diễn đàn chính luận thuộc hệ thống truyền hình SPTN và tên tôi là Phạm Văn Nam. Thưa quý vị, sau 30 tháng 4 1975 và những ngày tháng sau đó, người Việt Nam của chúng ta từ Bắc chí Nam như là một đàn chim bỏ tổ bay đi khắp nơi trên thế giới. Chúng ta trở thành người Do Thái của thế kỷ 20. Hiện giờ thì người Việt Nam của chúng ta đã có mặt từ năm châu bốn bể, có người đi đi về về trở lại Việt Nam, có người bảo rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam, và ngay cả cá nhân của chúng tôi hiện giờ cũng đã sống tại Hoa Kỳ nhiều hơn là thời gian mình sinh sống tại Việt Nam. Một điều mà chúng ta thường băn khoăn, thưa quý vị, đó là quê hương của mình ở đâu. Người Việt của chúng ta lúc nào cũng nặng lòng với quê hương, và chúng ta, nhiều người trong chúng ta thường bảo cái nơi chôn nhau cắt rún quê cha đất tổ như là người mẹ đẻ, và cái nơi mà đã tạo cho chúng ta có cái cơ hội được làm người, sống một cái cuộc sống thực sự đáng cho là con người thì coi như người mẹ nuôi. Và nhiều khi mẹ đẻ và mẹ nuôi cũng tạo thêm một vài băn khoăn khác. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được trò chuyện cùng tiến sĩ Phạm Ngọc Cường, là một người mà chúng tôi có thể gọi hầu như là một người công dân toàn cầu. Tiến sĩ Cường lớn lên tại miền Bắc Việt Nam, gia đình đã có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, từ cải cách ruộng đất đến tù tội đến chiến tranh, và sau đó tiến sĩ Cường đã được đi học tại Nga và sau đó đã sinh hoạt nhiều việc trong cộng đồng của chúng ta tại nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi rất hân hạnh được có tiến sĩ Phạm Ngọc Cường đến đi chia sẻ cùng chúng ta. Anh xin chào Cường. Em xin chào anh Nam và chào khán thính giả của đài. Cường ơi, trước hết thì Cường có thể chia sẻ cho mọi người cái hành trình của Cường rời Việt Nam cũng như sinh sống tại đã sinh sống tại các quốc gia nào? Em là Phạm Ngọc Cương, em rời Việt Nam năm 19 tuổi, tức là năm 1985. Thế và sau đó thì là ngày đó ở Việt Nam là có cái hình thức là thi đại học, được điểm cao thì được đi nước ngoài du học, hoặc là thủ khoa các trường đại học thì được đi du học, thì em nằm trong số đó. Và ngày đó thì Việt Nam được đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ, thì là em được cử sang học ở Liên Xô. Thế thì em đã tốt nghiệp đại học ở ở Ukraine, ở Kiev, và sau đó làm PhD ở Moscow, ở Russia, và sau đó thì là em sinh sống tại thêm ba nước nữa, là em sống tại Ba Lan, nơi tổ tiên của ông ngoại em, và sau đó là em sống tại Canada và sống tại Mexico. Cường vừa nói một câu nó rất là mình gọi là ngộ nghĩnh đó. Ba Lan là một nước em sinh sống mà lại là quê ngoại, thì Cường có thể nói thêm một chút xíu quê ngoại là như thế nào? Tức là ông ngoại em là người Pháp gốc Ba Lan, thì ông ngoại em sang Việt Nam từ thế kỷ trước, thì gặp bà ngoại em ở đó. Thế thì câu chuyện là các cụ có hai người con với nhau, thì sau năm 1954 thì ông ngoại em phải về Pháp, thì bà ngoại em lại ở lại Việt Nam thì với mẹ em. Thì khi mà hai ông bà là mất liên lạc với nhau khoảng 50 năm, đến tận lúc mất, thì đến lúc mà có điều kiện đi sang lại được châu Âu thì em tìm lại về Ba Lan để xem quê hương của ông ngoại mình thế nào. Như vậy thì hay lắm. Anh nghĩ đi. Gần đây chúng ta có cái quan niệm là người coi như người công dân toàn cầu, global citizen, thì em là gốc Việt này, đi học ở Liên Xô này, học ở bên Ukraine này, lại có quê ngoại ở Ba Lan rồi sinh sống ở Ba Lan, nó là một cái, anh nghĩ một cái kinh nghiệm sống mà ít người có được như vậy. Thì với cái kinh nghiệm, với cái trải nghiệm mà đã sống với nhiều quốc gia như thế, thì anh được xin hỏi là thế thì bây giờ em nghĩ
chỗ nào là quê hương của mình? Em nhớ là cái năm 2000 ấy, khi bọn em ra cái, tức là khi em nghe ông Lê Công Phụng ấy, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy, mà ký cái hiệp ước thông báo về chuyện ký hiệp ước biên giới với Trung Quốc đấy, và những cái hiệp ước về biển đảo đấy, thì lúc đấy là em vừa đặt chân đến Canada và em rất là đau xót, và em viết một cái bài là Tổ quốc với chúng con là người cao hơn cả sự sống. Thì lúc đó ấy, thì em có khẳng định một điều rằng là dù có đi đâu, dù có làm gì thì cái Tổ quốc vẫn là một khái niệm bất biến, dù là coi như là có thể có 2, 3, 4 nơi khác đã từng sống, đã từng phát triển được tất cả các khả năng của mình, nhưng mà cái nơi mình đã sinh ra vẫn là nơi không thể thay đổi được. Đấy là cái quan điểm của em hồi năm 2000. Tại vì em nghĩ là những trong cái bài đó thì em cũng rất là căm phẫn những cái bọn nghịch tử thời nay. Thế em nghĩ là đã lột miếng da đầu của Tổ quốc và cắt vài ngón tay, tại vì mất là mất Thác Bản Dốc, mất những một số địa danh ở phía Bắc, và sau đó là Hải Nam Quan hay là ngoài đảo, biển đảo ngoài, tức là đường biên giới trên biển đấy, đường. Thế nhưng mà sau đó thì với thời gian, quá trình thì cái suy tư của em nó càng ngày càng thay đổi anh. Thì sau đó thì là em ở nước Canada một thời gian, khoảng hơn 20 năm vừa qua là em sinh sống tại Canada. Và em thấy một điều là nước Canada đã dần dần chế ngự cái trái tim của em. Và cuối cùng là em thấy là có lẽ là rất nhiều lần em đã gặp bạn bè và em đã nói rằng là có mỗi người một duyên phận. Có những cái người như sau năm 75 mà phải ra nước ngoài đấy, mà lúc đấy đã có vợ, có chồng rồi, thì có thể em hiểu. Đấy là một cuộc đã đi lập một gia đình mới. Muốn có hạnh phúc thì phải toàn tâm toàn ý với gia đình mới của mình, đừng có quay đầu lại với người cũ. Thế nhưng đối với em thì lúc đấy là còn trẻ, lúc rời Việt Nam lúc 19 tuổi, thì là chưa có cái khái niệm là lập gia đình, cũng chưa có thể so sánh là vợ cũ vợ mới gì, tại em có một vợ. Thì em cảm thấy là đối với em ấy thì là cái tình cảm đấy là như tình cảm của mẹ đẻ với mẹ nuôi, và cái Việt Nam đối với em là như người mẹ đẻ, và Canada đối với em là như người mẹ nuôi của mình. Thế và với thời gian ấy thì tình cảm với người mẹ nuôi được càng ngày càng sâu nặng. Không có nghĩa là mình coi như là đoạn tuyệt với bà mẹ đẻ, nhưng chỉ có thể nói được rằng là cái tình cảm của bà mẹ nuôi của mình là rất sâu đậm, và chắc chắn là hơn tình cảm với mình với người mẹ đẻ của mình. Đấy là đấy, với cá nhân em là như vậy. Anh xin hỏi thêm là thông thường một trong những nguyên nhân chính mà chúng ta có người mẹ nuôi là bởi vì chúng ta đã phải lìa xa mẹ đẻ, hoặc là mẹ đẻ vì lý do này vì lý do khác không có khả năng, hoặc là không có thích nuôi dưỡng mình. Thì bây giờ mình nhìn lại cái người mẹ đẻ là Việt Nam, thì em là sinh sống 19 năm ở bên Việt Nam, thì em nghĩ cái người mẹ đẻ ở Việt Nam của mình nó có những cái ấn tượng gì, những kỷ niệm gì khi em nghĩ về cái người mẹ đẻ ở Việt Nam? Có cái nhà thơ Việt Nam đấy anh, nhà rất nổi tiếng tên là Chí Lan Viên. Ông viết là như này này, là ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Và ôi Tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Thì thực sự mà nói là cái tình cảm với của người Việt Nam, và em nghĩ là của các dân tộc trên thế giới đối với mảnh đất nơi mình đã sinh ra là đều rất là sâu nặng. Thế nhưng mà với em ấy, thì lúc em đi năm 19 tuổi thì những cái kỷ niệm cái ngày đó thì có một phần đẹp và có một phần không được đẹp lắm. Cái phần đẹp ấy là em là được học với rất nhiều cô bạn gái xinh đẹp trong hồi phổ thông, và đấy là một cái may mắn, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Thế và điều thứ hai nữa là cái thành phố Hải Phòng, mà nơi mà em được sinh ra Hà Nội, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì chiến tranh, thành ra gia đình gửi em xuống Hải Phòng. Thế và ở dưới Hải Phòng ấy thì là mùa hoa phượng đỏ rất là đẹp. Thế là trong những cái năm tháng 5, tháng 6. Thế nhưng mà có những cái ấn tượng rất là buồn, chẳng hạn như trong thành phố Hải Phòng nó có cái sông gọi là sông Lấp. Thì đấy, cái ngày đấy là nó là một cái sông cạn và thuyền bè đi qua lại rất ít. Thế nhưng mà có cái khổ là ngày nào, hầu như ngày nào cũng thấy là có một người nào ấy ra sông ấy và tự tử. Ngày nào đi học về cũng thấy hai bên bờ sông là mọi người coi như đúng kín đặc lên và đang ngó nghiêng xem một ai đấy đang mới tự vẫn ở đấy. Thì đấy là những cái kỷ niệm đấy là nó hằn vào trong trí óc em rất là mạnh. Thế thì cái kỷ niệm đẹp là như vậy, với bạn bè, với trường lớp, với màu hoa. Thế nhưng mà kỷ niệm buồn là với những cái sự đói nghèo của cái thành phố đấy, với cái cuộc sống nó không được tốt đẹp lắm của rất nhiều thân phận con người trong thành phố đấy, nó đã in vào dấu ấn vào trong đầu óc mình.
Cảm ơn Cường. Mình sẽ tạm dừng vài giây để mời khán giả của chúng ta xem một vài thông tin quảng cáo. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Mời quý vị xem một số thông tin quảng cáo. Xin trân trọng chào mừng quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận. Hôm nay chúng tôi đang trò chuyện cùng tiến sĩ Phạm Ngọc Cương. Cương chứ không phải Cường, xin lỗi Cương. Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương về cái khái niệm của người Việt Nam tha hương, nơi nào là quê hương, mẹ đẻ, mẹ nuôi, nơi nào chúng ta phải quan tâm nhiều hơn, phải chăm sóc nhiều hơn. Xin được chia sẻ cùng quý vị với Cương là tôi rời Việt Nam. Phải rồi, Việt Nam cũng đã coi như là hơn 49 năm. Thì những cái kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm buồn, những kỷ niệm đau ở bên Việt Nam có lúc nó cũng phai nhạt. Và cái cuộc sống tại cái quê hương thứ nhì nó cũng có những cơ hội, cũng như có những cái điều kiện để chúng ta vừa phục vụ quê hương mới và vẫn còn có cách để mà mình bảo là nghĩ về và giúp đỡ cho người mẹ sinh mình ra. Thì thưa quý vị, tiến sĩ Phạm Ngọc Cương sau khi sống tại Canada một thời gian đã rất là thành công trong vấn đề buôn bán làm ăn. Nhưng mà sau đó, theo chỗ anh biết thì là Cương cũng đã dấn thân lao mình vào những công việc cộng đồng, và đặc biệt rất ít người Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại Canada hoặc tại các quốc gia khác đã tham dự vào chính trường, chính chưa cần mình bảo là chính trường của dòng chính, tức là tham dự vào cuộc sống chính trị để ra tranh cử tại các thành phố mình đang ở. Rất ít người như thế. Ở tiểu bang California thì tương đối nhiều hơn, bởi vì người Việt Nam chúng ta ở đông, nhưng mà ở những chỗ khác thì là ít hơn nhiều. Vậy thì xin hỏi với Cương là những cái động cơ nào đã thúc đẩy Cương bước vào chính trị? Bởi vì một khi mà lăn xăn vào chính trị thì có nhiều điều đau đầu lắm. Em thì cái mục tiêu ra ứng cử tại Canada thì cũng đơn giản thôi anh. Tức là gồm có 3 phần. Cái phần đầu tiên ấy thì là em thấy là mình cũng nhìn thấy nhiều vấn đề trong xã hội và mình nghĩ là mình có thể giải quyết được, thì là mình nên tham gia vào để cùng với những cái cơ những cái bạn bè khác, những cái người ra tranh cử khác để cùng góp phần để giải quyết được những vấn đề nội tại của Canada. Thế cái vấn đề thứ hai là em thấy là người Việt Nam ấy là đa phần từ trước đến nay là cứ thích là đi xin xỏ các cộng đồng sở tại thôi, chứ mình không trực tiếp tham gia việc ra chính sách. Thì em thấy rằng là mình cũng nên suy nghĩ để mình trực tiếp để vào cái coi như decision table đấy, để cùng ra chính sách, để cùng quyết định cái sự phát triển của cái khu vực của mình, của đất nước của mình. Và vấn đề thứ ba ấy là em thấy là em có một số bạn bè làm báo chí thì hiện nay đang trong tù ở Việt Nam, thì em nghĩ rằng là nếu để can thiệp cho các bạn, giúp cho các bạn được ra khỏi tù, thì nếu mà tiếng nói của một thương gia hay là tiếng nói của một cái lãnh đạo cộng đồng ấy, thì em nghĩ là có lẽ là không trọng lượng bằng tiếng nói của chính chính phủ nước sở tại. Thành em cũng muốn tham gia vào đó để tìm mọi cách để can thiệp giúp cho các bạn mình chóng được ra khỏi nhà tù. Thì đấy là những cái mục tiêu cơ bản của em khi muốn đặt nhiệm vụ là muốn ra tranh cử. Cái cuộc tranh cử của Cường nó đã không có được kết quả như mình muốn, nghĩa là mình chưa có đắc cử, và anh sẽ được nhấn mạnh là chưa, bởi vì nếu mà trong tương lai mình ra ứng cử nữa thì có thể đắc cử. Vậy thì qua cái sự mà mình chưa đạt được cái điều mơ ước đó, thì Cường có Cường xin lỗi anh cứ anh cứ lộn tại anh có cái người em ruột tên là Cường. Cường Hãy có Cường nó còn ý định để mà thứ nhất là theo đuổi cái hướng mình đi, thứ nhì là tiếp tục những cái phương cách để giúp đỡ những người bạn đang còn bị lao tù ở bên Việt Nam.
Em vẫn có cái em thì em có một suy nghĩ như này là chính trị dù là đấy là nước phát triển như là Canada hay Mỹ hay là cái nước còn độc tài như một số nước khác ấy, thì thực ra chuyện chính trị là một chuyện mà rất nhiều người nói là vô cùng bẩn thỉu. Thế nhưng mà để mà cải tạo xã hội ấy, để mà góp phần đưa cho xã hội nó đi con đường tốt đẹp hơn thì chắc chắn là phải tham gia vào cuộc chơi đấy. Đấy đấy là một trong những phương cách cải tạo xã hội nhanh nhất. Thế thì em vẫn luôn luôn nghĩ mong muốn là mình phải, tức là tiếng Anh nó gọi là như là get back to community đấy, tức là mình phải trả ơn lại cái nơi mình đã sống, đã nơi đã cho mình cuộc sống tốt đẹp bằng cách là mong cho nó tốt đẹp hơn nữa, thì chắc chắn là em sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc chơi đấy. Tại vì em đã từng tham gia được cả ba cấp, tham gia tranh cử của thành phố, của tỉnh bang và của liên bang, và càng ngày em càng cảm thấy rằng là những cái gì mình cần phải làm thì phải cố gắng mà làm. Là vì rất nhiều vấn đề, ngay cả trong những nước đang phát triển thế này cũng rất nhiều vấn đề, rất nhiều cái có thể làm được tốt hơn. Thế thành ra, và đồng thời là những cái người bạn của em thì vẫn đang tiếp tục ngồi tù, vẫn đang ngồi ở trong vòng lao lý. Thành ra em nghĩ rằng là mình phải đấu tranh cho cái phải, cho cái đúng thôi. Thì là chắc là nếu còn sức khỏe thì mình còn phải tiếp tục phấn đấu. Nói về cái việc mình đấu tranh đó, thì theo chỗ anh biết thì ngay cả những ngày tháng em sinh sống tại Liên Xô cũng như tại Đông Âu, em và nhà em cũng đã rất là hoạt động trong những để mình bảo là cổ súy cho cái vấn đề dân chủ hóa cho Việt Nam, cũng như tranh đấu cho những người bạn tù, tranh đấu cho tự do báo chí, tranh đấu cho dân chủ. Thế thì qua cả một cái tiến trình dài tranh đấu cho những người còn ở trong nước, những cái chuyện xảy ra trong Việt Nam, tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, coi như là mình vẫn lo cho mẹ đẻ. Và bây giờ trong những năm tháng gần đây, mình tìm cách mình làm việc để mà cải thiện cái cuộc sống của cái nơi mình sống thứ nhì, coi như là mình quan tâm đến cái vấn đề mẹ nuôi. Thì có bao giờ có những cái người nào chỉ trích phê bình là mình đã lo cho mẹ nuôi nhiều hơn mẹ đẻ hay không? Em có một suy nghĩ trong đầu đấy anh, là những người nào mà chỉ trích phê bình mình đúng đấy thì tức là thầy mình. Thế còn nếu người nào mà chỉ trích phê bình mình mà không đúng ấy thì mình bỏ qua thôi anh. Tại vì sao? Là vì mỗi người sinh ra đã có một cái sứ mệnh riêng, mỗi người sinh ra đã có một cái hoài bão riêng, một cái chức năng riêng ở trong cuộc đời này. Thì thực ra cái sự em nghĩ là như này này, là ví dụ như nếu ở trong những đất nước như Mỹ và Canada, nếu người nào đấy mà rất là thành công trong cuộc sống, hội nhập, đã là công dân hạng A của những đất nước đấy mà họ lại còn có lòng, họ còn muốn làm cái gì thêm cho Việt Nam thì em vô cùng trân trọng. Tại vì sao? Là vì gần như họ phải làm gấp đôi, gấp ba một người bình thường mới có thể chia sẻ sức lực ra làm được cả mấy việc như vậy. Thế nhưng với những cái người mà nếu mà thực sự ra cái sự hội nhập của họ tại đất nước đấy nó còn đang rất nhiều trắc trở và rất nhiều khó khăn, và họ vẫn chỉ một toàn tâm toàn ý hướng tới Việt Nam thôi, và họ không muốn nghĩ điều gì khác, thì đấy là quyền của họ thôi. Em cũng không có gì để mà có gọi là có thể ý kiến hay ảnh hưởng gì trong chuyện đấy cả. Nhưng mà em cảm thấy là riêng chuyện đấy thì để yên cho họ chỉ trích và phê bình. Và còn em thì em vẫn là muốn làm cái việc mình muốn làm, tại vì tức là phấn đấu làm sao để đóng góp cho đất nước Canada tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Đấy là điều mơ ước nhất của em. Thế và điều thứ hai nữa là nếu có hỗ trợ, đây chỉ là hỗ trợ thôi nhé, thêm gì được cho phía Việt Nam thì mình sẵn lòng hỗ trợ, nhưng bảo mình toàn tâm toàn ý việc đấy thì thực sự đối với em là không có. Cái mình những cái băn khoăn của Cương cũng là cái băn khoăn của nhiều người Việt Nam của chúng ta, làm thế nào để mà mình xây dựng một cuộc sống mới cho nó xứng đáng với cơ hội mà người mẹ nuôi đã cho chúng ta, và mình cũng không quên cái nguồn gốc của mình. Với những cái trải nghiệm như thế thì Cương có cái lời chia sẻ, cái lời kinh nghiệm nào, chia sẻ một cái kinh nghiệm nào cho những người vẫn còn quan tâm đến Việt Nam và đã sinh sống tại Canada, tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, làm thế nào để chúng ta có thể hoàn thành được cả hai, trả ơn người mẹ nuôi và vẫn tìm cách giúp đỡ người mẹ đẻ. À, thực sự ra thì em nghĩ là
có vấn đề là hiện nay cái quỹ thời gian cuộc đời của một con người không có nhiều. Thành ra nếu mà làm được những việc, ví dụ như như anh vừa nói là nếu bây giờ mình làm sao để mà vừa trả ơn được cho người mẹ nuôi mà lại vừa có thể phụng dưỡng được một phần người mẹ đẻ, thì đấy là phải là cái năng lực rất là tốt. Thế em nghĩ như vậy thì mới làm nổi. Chứ còn với quảng đại mọi người khi mới đến Canada hay đến Mỹ nhập cư ấy, thì em chỉ khuyên mọi người là việc đầu tiên mọi người phải phấn đấu để thành công dân hạng A của xã hội sở tại, đóng được nhiều thuế, cư xử cho đàng hoàng để cho người ta nhìn mình bằng con mắt coi như là tôn trọng. Thế và sau đó nếu mình còn năng lực, nếu mình còn thời gian và nếu mình còn tâm huyết thì mình tiếp tục dành cho phía Việt Nam. Nhưng mà nếu mình không có năng lực, em nói ví dụ nếu mình bây giờ đang đi nhận trợ cấp xã hội và mình chỉ hoàn toàn đấu tranh cho Việt Nam thôi thì nó vô nghĩa trong mắt của em. Tại vì sao? Là vì mình là gánh nặng một bên và mình cũng không giúp được gì cho bên kia. Thế thành ra theo quan điểm của em ấy là phải cố gắng hội nhập tối đa, hội nhập nhanh nhất, tốt nhất có thể. Không hội nhập được nhiều thì ít nhất là đào tạo cho thế hệ trẻ con trong gia đình để làm sao thành những công dân chăm chỉ lao động, gương mẫu cho xã hội, giúp ích nhiều cho cộng đồng. Thế còn sau đó nếu còn năng lực, nếu còn sức khỏe và nếu còn đam mê thì tiếp tục coi như là đóng góp cho Việt Nam. Và đóng góp cho Việt Nam trong giờ phút này theo em nghĩ là như cái phương châm của bọn em lúc ra đời cái tờ báo Đàn Chim Việt ấy, là bọn em rất muốn là đi theo con đường cụ Phan Chu Trinh đã nói, tức là làm sao để khai mở dân trí, chấn hưng dân khí, hậu bổ dân sinh. Thành ra cái dân trí là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Và em nghĩ rằng là nếu những người đấy mà có thể làm được gì đấy để truyền được cái tinh thần, cái trí tuệ, cái văn minh cho tất cả những người xung quanh, trong nhà, rồi hàng xóm láng giềng, rồi người nọ người kia thì đều rất tốt. Từng bước một thì mình sẽ thay đổi được tình hình. Rất cảm ơn Cương đã có những chia sẻ vô cùng quý báu. Và những cái chia sẻ này dựa trên tình báo là những cái trải nghiệm vô cùng tốn nhiều công sức, nhiều khi tốn nhiều cả mồ hôi và nước mắt của mình trong mấy chục năm qua. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có dịp mời tiến sĩ Phạm Mạnh Cương trở lại với chương trình để chia sẻ thêm cùng chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Diễn đàn Chuyên luận, và xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm Mạnh Cương, Phạm Ngọc Cương.